Sau thời gian gần 40 ngày quay liên tục tại các điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Đồng Nai, Sài Gòn, dự án phim tâm lý hành động của đạo diễn trẻ Nguyễn Tuấn Anh mang tên Găng Tay Đỏ đã đóng máy và đang vào giai đoạn hậu kỳ để chờ ra mắt tất cả các khán giả trên toàn quốc vào mùa thu 2016 này. Găng Tay Đỏ có sự tham gia của nhiều diễn viên tài năng như Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Sự, Trần Tuấn Lương, Hiếu Nguyễn, Trang Pháp, Linh Chi, Lâm Vinh Hải, Hoàng Sơn và bộ ba bạn nhỏ được yêu thích là Thanh Mỹ, Trọng Khang, Thịnh Vinh. Kịch bản của Găng Tay Đỏ được nhà văn Hạnh Ngộ chấp bút phát triển từ ý tưởng của Quang Trần. Găng Tay Đỏ là hành trình tìm lại chính mình của nữ sát thủ mang mật danh số 7 Ninh Dương Lan Ngọc. Cô được đào tạo để trở thành công cụ giết người cho đến khi trở về Việt Nam. Tại đây, cô đã biết được giá trị của cuộc sống, đã biến cô từ một tâm hồn ác trở thành lương thiện. Bên cạnh đó, câu chuyện cảm động về tình cha con của tay trùm Huỳnh Đại do Hoàng Sơn thủ vai và con gái Huỳnh Mỹ, Linh Chi đóng, một tên gian thương ác độc nhưng lại yêu thương con gái vô điều kiện. Tình thương của tay trùm này dành cho con đã khiến nữ sát thủ máu lạnh phải buông dao vì cảm động. Một bộ phim hành động lôi cuốn, cảm động và đầy tính nhân văn về tình cảm thương yêu gia đình, lòng trắc ẩn vị tha của một tay sát thủ máu lạnh và cô độc. Găng Tay Đỏ có đầy đủ các tuyến truyện ác độc và hoàng lương, người bảo vệ công lý và kẻ phá hoại, tuyến bi kịch và tuyến hài hước đan xen. Phim dự kiến sẽ ra rạp vào mùa thu năm nay.